Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Free Fire Asia Invitational Jakarta 2019. Và đây là ván đấu thứ hai. Và lúc này thì các đội tuyển nó đã rơi của máy bay rồi. Một pha giật lác hình khá căng đến từ vị trí của ban tổ chức. Nhưng có thể thấy rằng với một đội bay cừ khu vực đó là sở khu trượt tuyết và nó kết thúc trong vực mỏ đá, thì các đội tuyển sẽ khá là phân đều ra các khu vực. IOG và Island of God nó sẽ đáp xuống đó khu vực biệt thự. Trong khi đó thì Thornbury Wisdom đội đã có được cho mình cái chiến thắng trong ván đấu trước. Họ đang ở vị trí, họ đang ở cái số hiệu là số 3, họ sẽ đáp xuống với khu trượt tuyết. WG ở Việt Nam họ sẽ nhảy xuống đó là khu vực thị trấn hay chăng? Vâng, một sự lựa chọn tương đối mạo hiểm đến từ vị trí khu vực của WG. Và lúc này thì đã có rất là bắn nhau đến từ vị trí của RRQ rồi. Đây là Hiroshima và có vẻ như là ban tổ chức rất thích cái team này. Trong khi đó tôi thấy là RRQ Fluxus đã có ba vào vị trí của TSC Sahit rồi. Như vậy là người Indo và người Ấn Độ đã bắn nhau. Vâng, độ với độ nó cũng phải có vẻ là khá gần nhau đây. Đây là RRQ Fluxus và lúc này thì team của họ bao gồm 4 thành viên, đó là Fluxus, Azura, Riza và Chandu. Phát hiện ra của Kirat và đã có mạ cùng cho mình. Và RRQ họ bắt đầu vào đấu này nó khá nhanh đi. Và có tình huống nó hơi giật lag rồi. Dạng hồ hiểm mát không bằng mạng lag Free Fire. Đây là Chandu, Ray ta có cho mình. Đó là cái dạng mũ 2. Và rất sớm trong bàn đấu họ đang di chuyển về phía dưới của vực cắm trại. Đây là một trong những khu vực mà các đội họ đang có những cái pha gọi là thủ rất tốt đi. Rồi đã thấy là Kupay bị bắn cùng với vị trí của Sandy. Sandy là một người chơi đến từ Evo Memorial của Thái Lan. Và như vậy là người Thái và người Indo cũng đang có những pha bắn nhau. Lúc này đây là Chanju, ở đây là RRQ Poseidon. Họ là đương kim vô địch của giải Summer League ở bên Indonesia. Lúc này Evos Memorial người Thái, đây là Jingbu, anh ta đang di chuyển xuống phía dưới khu vực này. Ở phía dưới chúng ta có Evos Ma này, Mr. Công Nam và Kupay đang bị bắn rồi. Đang bị bắn rất cắt đến vị trí của Jingbu. Jingbu đang được bắn và Jingbu anh ta xây khá ghê. Kupay sẽ không thể chạy ra khỏi khu vực đó được. Khi cái tường bom keo tan đi thì những thành viên của Evos Memorial sẽ có và bắn gục vào vị trí của hai thành viên của Evos mà thôi. Vâng, hai team Evos đang phát nhau. Vâng, gọi là cả nhà đá nhau rồi. Như vậy là Jingbu tiếp tục bắn đốc được vị trí của Kupay. Kupay có vẻ như anh ta vẫn đang hơi khó rồi. Camera cho không chuyển ra vị trí của Kupay. Nhưng mà tôi đang biết được rằng Kupay đang bị bắn rất nhiều người, cả Jingbu, cả Sandy và có thể cả Evos Levi ta sẽ di chuyển rồi để bắn vào vị trí đối phương nữa. Mr. 13 anh ta này đang di chuyển ở bên trong căn nhà. Đây là Jingbu, anh ta vẫn đang có những cái pha kiểm soát ở phía trên khu vực này, vẫn đang ngắm xuống sẽ có pha tấn công từ vị trí Jingbu ấy chăng. Vâng, đấu này thì Kupay anh ta đã đập được đằng sau cái hàng rào rồi. Như vậy ở nhà đương kim vô địch thế giới lúc này họ đang cảm thấy khá khó khăn. Hai team Evos có những cái pha phàng phẩm ở vị trí của nhau. Bây giờ thì Jingbu ta quyết định sẽ bỏ đi, cũng như Levin và Zamo. Và team này bao gồm 4 thành viên, đó Zamo, Levi, Sandy. Và trong 3 team của Thái Lan thì Evos Memorial có lẽ là đội tuyển mà đang có phong độ thấp nhất nếu như mà so sánh với Thornbury Wisdom hay là Pinto. Ở giải đấu này thì ban đầu đáng lẽ là Thái Lan nó chỉ có 2 đại diện thôi, nhưng mà đến cuối cùng như nào đó lắt léo như nào đó thì cuối cùng lại có 3 đại diện trong giải đấu này. Đây là Evos Raw, nhà đương kim vô địch thế giới. Năm hồi tháng 4 thì tên của họ là Evos Capital. Tuy nhiên là bây giờ nếu mà chúng ta tìm đội Capital thì họ đã không còn nằm ở trong cái đội hình của Evos nữa, và bây giờ cái team Capital nó là một team khác. Và bây giờ thì Evos họ có rất nhiều đội team khác nhau. Và Evos Raw, và tiếng gầm của con báo, con hổ, thì lúc này đó là những thành viên đến từ Indonesia. Mr. 13, Kupay, Manai cũng như là Mr. 05, họ vẫn đang là nhà đương kim vô địch thế giới ở thời điểm hiện tại. Và đến tháng 12 ở Brazil thì chúng ta mới biết được tân vương của vô địch thế giới, và biết đâu lúc đó thì sẽ là một team Việt Nam thì chăng. Lúc này thì Evos Mr. 05 người ta có mình mũ 1 sao 2 và đang di chuyển về phía trên của khu vực thị trấn này. Nói chung là di chuyển khá nhàn nhã thôi. Và phải nói rằng team Evos này họ có cái mũ trông rất đẹp, và sao cái mũ này không có so với Việt Nam nhỉ. Lúc này RRQ họ đang nấp trong khu vực nhà nổi, còn phía bên trong của khu vực xưởng gỗ đó là team Pinto, Casper, Suray, Run, nó vẫn đang di chuyển về phía đó là cái khu vực xưởng gỗ này. Trong khi đó thì RRQ với khoảng cách như này tôi nghĩ rằng hai team này họ không nhìn thấy nhau để mà bắn. Camera của chúng ta có vẻ như khá lười di chuyển đi.
Camera của chúng ta nó có vẻ nó đang cu đơ rồi. Vâng, 1000 một miếng cu đơ mà 2000 hai miếng cu đơ 1000. Lúc này thì Aqui, Asura, Riza, Fluxus cũng như Chanyu họ đang di chuyển vào phía bên trong, có thể rằng Surrey ta sẽ nằm ở trong tầm bắn ở vị trí đối phương. Bây giờ Chanyu chạy ở đây chắc chắn nhìn thấy vị trí của Surrey rồi. Surrey đã được bắn rồi và đã tấn công vị trí của Asura. Surrey ta đã phải bỏ chạy di chuyển ra nấp đằng sau hòn đá rồi. Camera đứng cu đơ luôn. Vâng, camera cu đơ luôn. Lúc này chúng ta vẫn chưa thể nào, tôi đang muốn có một cái góc cận cảnh hơn. Lúc này thì Fluxus ta đã cố gắng bắn đây rồi. Camera như thể nghe lời tôi nói đã chuyển sang vị trí cận cảnh và đang có những pha xấy nhẹ vị trí đối phương. Có thể thấy là những em thủ ở bên Indonesia thì họ bắn theo không phải theo kiểu hoa mỹ đâu. Họ không bắn theo cái kiểu gọi là vuốt tâm các kiểu con là điều như Việt Nam. Họ bắn là mang tính hiệu quả, nghĩa là đối với Indonesia hay Thái Lan thì mỗi viên đạn bắn ra phải chắc chắn gây sát thương người đối phương, phải cố gắng hạ nốc đối phương, và nếu như nốc đối phương chắc chắn là phải cố gắng tiêu diệt đối phương, chứ không phải theo kiểu là bắn gục chúng nó xong rồi cho chúng nó ra cứu nhau rồi liên hoan lẩu liềng các kiểu, đấy không có chuyện như vậy. Và đó lý do vì sao mà họ ở một trình độ rất xa do Việt Nam. Mr. Combat anh ta có bạ của vị trí của Yingbu rồi, trong khi đó thì vẫn đang là pha giao tranh giữa RQ Poseidon cũng như là Pinto. Surrey anh ta vừa di chuyển ra, bây giờ anh ta chỉ còn lại cho mình 20% lượng máu rồi. Một pha nằm nghiêng ráo nước từ vị trí của Surrey, nhưng có vẻ là RQ Poseidon vẫn đi tay 18 sát thương bắn ra nhưng lấy luôn cái đầu vào vị trí của Fluxus. Vâng, vừa nhô lên và ăn quả vào đầu ngay. Cái khả năng liên tâm vào đầu của những game thủ này phải gọi là thượng thừa. Đây là PT Conan, và lúc này thì Pinto Conan ta sẽ di chuyển lên, có pha móc lốp vào vị trí RQ Azura. Azura anh ta có hái máu thôi, đã phát hiện đối phương rồi, đang xây vị trí đối phương, có lấy được mạng không? PT Conan bắn cổ được vị trí của đối phương, nhưng mà lúc này thì anh ta cũng đã bị đối phương lấy đầu. Đây là Pinto Casper, Rory Casper ta đang di chuyển ra phía đằng sau. Bây giờ đến lượt thì Pinto sẽ muốn móc lốp ngược trở lại, hôm nay thì Conan đã bị nốc rồi. Trong khi đó RQ chỉ còn lại một mình Riza là còn gọi là lành lặn mà thôi. Trong khi đó tôi đã thấy lúc này bên cạnh anh ta đó là Fraxis thì cũng khá là yếu rồi. Vâng, phải nói là yếu như con cuốn chiếu. Bây giờ Pinto đẩy lên, thế bây giờ mấy ông Poseidon nếu làm gì được bây giờ? RQ Ray tăng còn 34/200 máu, đang nín thở, đối phương đẩy vào phát gọi là hắt hơi nhẹ. Hai ông Fraxis cũng như Azura này bay bầu ngay. Nhưng lúc này thì tôi thấy Azura có pha confirm vào vị trí của PT Conan, và như vậy thì Pinto chỉ còn lại cho mình đó là 3 người thôi. Nhưng chàn dù cũng đã bị tràn canh rồi. Đây là Riza, Rain có bình mũ 231 và đang chờ đằng sau hòn đá. Đó là những thành viên của Pinto. Vâng, Pinto và RQ đã có những pha giao tranh rất gắt. Trong khi đó thì Miracle và gồm thành viên đó là Mango, đó là Miracle Z cũng như là Barbarian thì họ đang di chuyển ở phía trên khu vực ngã ba cũng như công xưởng, họ chưa vào trong vòng. Lúc này thì WG của chúng ta họ đang có mặt ở phía trên khu vực cắm trại, một điểm nấp rất đẹp cho WG cho bàn đấu này. Vòng bo này thì nó sẽ thu lệch sang phía bên tay phải của bản đồ. Lúc này thì ở vị trí đó là trạm cứu hỏa, chúng ta có một team gì đó của Ấn Độ thì phải, Manjahat hay team Malaysia thì đó không nhớ nữa. Lúc này trở lại GP bắt đầu, Iceland of God Kavela. Lúc này Evos Memorial đã bị quét sạch của bản đấu này, và những người hạ gục họ đó là Iceland of God. Và lúc này IOG Kavela anh ta có cho mình nó là mũ 3/3, và có một điểm là các bạn có thể nhìn thấy, như vậy là RQ ông đã bị Pinto quét sạch ở trong bản đấu này. Và tôi nghĩ là đã quét không sạch thì cũng gần sạch rồi. PT1 anh có mạng gồm vị trí Fluxus, và có thể thấy là RQ Poseidon chỉ còn lại mình Riza mà thôi. Vâng, quá đen đội bán than rồi. Một pha bắn có tí vuốt tâm mà vuốt cũng khá ghê. Nhưng mà PT Run anh ta tiếp tục có mạng gục cho mình. Surrey sẽ được người đồng đội mình cứu. Chúng ta có thể nhìn thấy là những game thủ này họ không chơi M4A1 thì họ sẽ chơi Spas. Và đó là điểm cực kỳ khác biệt tại sao những game thủ ở bên Indonesia họ đều sử dụng đó là của shotgun. Bởi vì đơn giản là shotgun nó mạnh hơn MP40 rất nhiều. Và ở Việt Nam chúng ta hay có những cái kiểu múa may với MP40, nhưng ở bên nước ngoài họ đặt nặng tính hiệu quả, và họ đến từ một nền Free Fire mà có sự phát triển hơn Việt Nam. Và đó lý do vì sao mà chúng ta nên học hỏi cách chơi của họ. Đây là PT Run, Murray, PT Run cùng người đội mình đó là Surrey cũng như Casper, họ sẽ cố gắng di chuyển sâu hơn bên trong vòng bo. Lúc này thì đây là Thornbury, Wisdom, Aran, D2E, Supercook cũng như là Ubon, họ vẫn đang chờ biến đầu của một cánh đồng. Có trong tay em này đó là P90 cộng với cả cầu AK, và đây là team, đây là gương mặt rất đẹp dai đến các thành viên của Thornbury, Wisdom. Họ là những nhà thi đấu, những đội tuyển đã từng có những thành tích rất tốt ở bên khu vực Thái Lan. Đây là mũ 3/2 dành cho Thornbury Wisdom, có 6 bình máu trong người. Lúc này thì họ vẫn đang bảo toàn một cái vị trí nấp khá đẹp ở đầu vực cánh đồng đi. Lúc này thì GJ Kings của đội Ấn Độ cùng với cả một đội ở team số 7, không biết là mạnh Pinky rồi thì Bakugu với Evo ZR thì họ đến từ nước nào? Tôi đoán nhẹ là họ đến từ Malaysia. Vâng, lúc này thì GJ họ đang di chuyển ra khỏi căn nhà này. Và tôi nghĩ là những cái đội
anh em họ nên có một cái ký tự chung để cho mọi người dễ phân biệt hơn. Và bây giờ thì camera của chúng ta lại chỉ soi cái nhà. Vâng, camera cooler rồi. Vâng, ông camera khéo lại ngủ gật rồi cũng nên anh em ạ. Và trở lại diễn biến vào đấu thì đây là GG Kings, họ đến từ Ấn Độ, đến từ một cái vòng loại mà có lẽ là bà hàng xóm nhà tôi cũng có thể thi đấu được. Và đó lý do vì sao mà team Ấn Độ này họ vẫn chưa thể hiện quá nhiều điều sau vào đấu thứ nhất. Tuy nhiên thì ở trong một cái giải đấu như thế này thì tất cả các team họ đều có thể trở thành những đối tượng gạt giò. Và một điểm khá thú vị là Fortwood cũng như là WG mẹ họ khá gần vị trí với nhau. Và lúc này thì Phở Hổ, Vodka cũng như là RTD họ đang ở rất gần vị trí của WG rồi. Nhưng Fortwood họ sẽ quyết định là sẽ chạy map viền bo, họ sẽ chạy quét theo bo bên tay phải. Trong khi đó WG họ vẫn chưa đi đâu cả. Lúc này thì bên trong khu vực thị trấn tôi đang thấy nó có những cái pha gọi là bắt đầu hỏi thăm nhau đến từ vị trí của Evo Raw cũng như là team GJ King. Bên cạnh đó Hiroshima Zamai 999 anh ta vẫn đang cố gắng cùng với đội mình di chuyển lên phía đầu khu vực Brasilia, hay chúng ta được biết đến khu vực thị trấn, đã bắt đầu di chuyển bên trong vòng rồi. Miracle này cũng đã ở trong vòng. Trong khi đó ở bên màn hình bên tay phải đang là những pha ngắm đến từ vị trí Mr. 05 bằng khẩu, đó là cái khẩu Aduk. Đây là Evos mà này. Và này họ vẫn đang có những pha chờ đợi gần mưa với nhau mà thôi. Và ở trong cái giải đấu như này chúng ta sẽ không biết là chúng ta giết được ai, hay khi mà chúng ta hạ gục đối phương thì nó sẽ hiển thị ra dấu sao sao thôi, và chúng ta sẽ không biết là ai còn sống ai đã chết. Mr. 13 có ba gồm với chiêu retic rồi. Như vậy là TSG họ đã bất người, và người Indo lại bắn người Ấn Độ, và Indo với Độ nó căng đét rồi. Và có vẻ Indo và Ấn Độ nó có vẻ nó không hòa hợp với nhau cho lắm. Hôm nay thì Fortwood đã di chuyển vào bên trong đầu khu vực cánh đồng, và họ đang ở rất gần vị trí của Thornbury Wisdom. Thornbury Wisdom chính là cái team mà đã về được vị trí top 1 trong trận đấu đầu tiên. Trong điều đó thì Miracle, Mango với Z các kiểu có ra điều thì họ đang có mặt ở phía cuối của cánh đồng. TSC và Zio có vẻ anh ta là người cuối cùng của team TSC còn sống trong trận đấu này. Các team họ vẫn đang cố gắng kiểm soát cho mình một khu vực vòng bo. Evos Raw vẫn đang loanh quanh ở bên trong khu vực thị trấn này, và khá gần vị trí họ đó là GJ Kings. Lúc này thì vẫn đang là pha lườm sau các kỳ tôi mà này như là Cupê họ sẽ có và đẩy vào cho mình ấy chăng. Có vẻ thì Cupê khát máu lắm rồi, Cupê vào muốn làm tí rồi, muốn xin tí huyết đến từ vị trí của GJ Kings. Nhưng GJ Kings thì họ nói rằng không, bố mày phòng thủ ở trong khu vực này, mày bơi vào đây bố mày cân mày hết. Và mày thì vẫn đang và chờ thôi. Nhưng Pinto đang di chuyển ở phía trên, ở trên cái khu vực thung lũng này, và team Pinto có vẻ họ sẽ chuẩn bị di chuyển đến vị trí của WG. Và liệu rằng WG Việt Nam sẽ có những cái pha gọi là bắn vào vị trí của team Pinto hay không? Tôi vẫn đang hy vọng là WG họ sẽ có những cái pha gạt giò và bắt lẻ và cần thiết ở trong giải đấu như thế này. Thực ra ở trong giải đấu Free Fire này, cái việc bắt lẻ đối phương quan trọng, rất quan trọng hơn một pha các bạn công. Có thể các bạn công của đối phương các bạn sẽ bị mất người, nhưng khi các bạn bắt lẻ các bạn sẽ chỉ lợi mà thôi. Đây là Evos Raw đang chờ rồi, chờ đợi gần mưa. Ma này bắn được vào vị trí của một thành viên của Hiroshima. Trong khi đó thì Mr. 05 lại có bạ gồm vị trí của Rathe đang được bắn rồi. Cú bầy bắn khá kinh, kéo được một nửa máu đối phương và vẫn đang được bắn rồi, và nhấp nhả nó không thua đến các game thủ Việt Nam cả. Thực ra đây các nhà vô địch thế giới này, tất nhiên là họ bắn sẽ không thể thua Việt Nam được. Đây là Mr. 013, và lúc này anh ta có là mình mũ 3 sắp 4 rồi, đồ đạc nó quá ngon lành. Cành đào đi, nó sẽ là pha di chuyển rất nhanh. Có thể thấy rằng những đội tuyển của Indo họ luôn căn được một khoảng thời gian di chuyển ở bo rất hợp lý. Đây là Evos Raw và đang cố gắng kiểm soát cái vòng bo này, đang có những người chạy ở phía trên đồi, nhưng Evos Raw chưa bắn, họ sẽ ưu tiên việc chạy bo trước hơn là việc tấn công vị trí đối phương. Trong khi đó GJ King vẫn không có bất kỳ động thái nào đẩy ra cả. IOG đã có một pha cam bo ở phía trên khu vực thị trấn rồi, và TSC AB và Zio anh ta đã phải nằm xuống. Người hạ gục đó là Miracle Barbarian. Đây là Evos Mr. 05 và anh ta sẽ có pha đẩy lên cho mình. Chúng ta có thể thấy màn hình đó là chỉ dấu của WG Tam Ca. Lúc này thì Pito rất gần vị trí của WG rồi. WG có bắn không? Camera không thèm quay được vị trí của WG. Nhưng tôi thấy rằng Dark đã có và bắn cùng vào vị trí của Casper, và anh ta làm luôn một mạng, và đó có thể là mạng đầu tiên của WG của trong trận đấu này. Vâng, những thành viên của WG đang có pha combo là rất đẹp đến vào vị trí của Pito. IOG HNST có mạng của vị trí của PT Surai. Trong đó HNST đã có pha confirm đối phương chết luôn. Lúc này thì Evos Mr. 13 có mạng cùng cho mình một quả. Ui xổi ơi, không thể chê vào đầu được. Đó là pha cằn kè đến từ vị trí Mr. 05 đang bắn ở vị trí của Jamaz. Nhưng mà Jamaz anh ta đã chạy được rồi. Bốn mạng hạ gục là những gì mà Mr. 13 anh ta đã có đến thời điểm này của bàn đấu. Mr. 13 đang thi đấu rất ghê. Hiroshima đã bị quét sạch của bàn đấu này, và những người quét sạch họ đó là team Iceland of God đến từ vị trí Indo. Lúc này thì Pinto đang di chuyển vào, vậy chỉ còn lại Pinto Run thôi. Và WAG họ vẫn đang kiểm soát tốt khu vực vòng bo này. Có thể họ sẽ bắn nát những đội tuyển đang có mặt trước mặt họ. Evo
Ghost Pro đang đẩy lên và họ sẽ chuẩn bị đẩy vào trong vị trí của IOG. Trong khi đó thì team số 7 có Manja Hat gì đó thì đã có những pha chống cự rất ác liệt với Island of God ở đây. Đây là Kiss Hand ST, Ron đây là Kavela. Ui mẹ, ST có mạng gục rồi. Và đó là 4 mạng hạ gục cho IOG ở trong tình huống vừa rồi. Và tổng cộng đến thời điểm này có 8 mạng hạ gục rồi. Và lúc này IOG, nhưng lúc này thì bò sẽ không độ vị trí của họ. Tôi đang nghĩ rằng đang có một pha hack bò đến từ vị trí của Thornbury Wisdom. Thornbury Wisdom họ sẽ nằm trong bò. Không biết là Fordwood họ có nằm ở trong bò giống như TBR hay không. Trở lại diễn biến ván đấu chúng ta hôm nay thì IOG đang có pha đẩy vào đằng sau đít của họ, đó là team Evoce Raw. Nhưng họ sẽ đi trước Evoce một bước, nhưng phía trước họ vẫn còn Miracle. Miracle đang đứng ở trên đường đèo. Lúc này đó là những người Đài Loan. Bây giờ thì Indo sẽ đâm vào Đài Loan, và để xem Indo và Đài Loan thì ai sẽ mạnh hơn. Mango vẫn gục được vị trí IOG hay NST. Và lúc này thì NST đã bị hạ gục rồi. Mango hình như là trước đây anh ta có thi đấu trong chung kết thế giới thì phải, vì tôi nhớ rằng ở trong cái team Đài Loan thi đấu chung kết thế giới có thì Mango, à có thành viên Mango này. Vâng, tôi hay gọi lúc này tôi gọi anh ta là xoài đấy. Mà này đã bị bắn gục rồi, đó là pha định mọc lốp về từ vị trí của Pintoran, nhưng anh ta đã bị hạ gục trong tình huống này. Mr 13 anh ta có 5 mạng hạ gục rồi, anh ta là một con quái vật ở trong bàn đấu này. Đó là Rune bắn, nhưng mà Mr 13 anh ta quay đít là khá ghê và tiếp tục có một pha bắn gục đến từ vị trí của Mr 13. Đó là Thornbury Wisdom cũng giúp bỏ một phần, họ đang di chuyển ở phía của hòn đá, đó là WAG tạm gà bắn gục ở vị trí Mr 13. Vâng, 3000 thì chắc chắn nó phải hơn 13 rồi tuổi. Đây là Bam Ga, lúc này họ đang có một pha di chuyển vào, nhưng phía bên cạnh họ lúc này đó là Thornbury Wisdom và cả team Fordwood nữa. Đây là Aren bắn gục được vị trí của Fordwood vở rồi. Tam Ca cũng pha ném lựu đạn vào. Thornbury Wisdom One ta đã di chuyển sang bên căn nhà bên cạnh, và lúc này Tam Ca ta quyết định là loot để hòm tính xanh của đối phương. Mũ ba ra bài và Tam Ca đang thi đấu là tốt, nhưng mà lúc này một pha đẩy vào WG họ đã có được bị ba mạng gục rồi. NPC anh ta thể hiện rằng không phải chỉ có những thủ Indo mới biết sử dụng shotgun đâu. Một pha bắn là hay, với đó là mạng gục thứ tư cho WG trong bàn đấu này. Đây là NPC và lúc này anh ta có cho mình đó là mũ ba ra bài. Đồ đạc khá ngon, nhưng có vẻ như là Fordwood và WG họ đang có những pha sờ bông ở vị trí với nhau rồi. IOG Kavela Ray ta vẫn đang chờ cùng với IOG Kid phía trên, vẫn còn mấy thằng của Miracle đang được sấy rồi. Quả này thì Kavela chết ngoài vòng là cái chắc, nhưng mà Kavela đã có 6 mạ gục trong bàn đấu này, đã được bắn rồi, và đó là mạ gục của Dark vào vị trí của Kavela. Những anh chàng Việt Nam của chúng ta thi đấu qua ai, Miracle gì cũng bị bắn gục bên vị trí của NPC. WG thi đấu quá tuyệt vời. Lúc này thì NPC có cho mình, WG có cho mình 6 mạ gục rồi. Tam Ca cố gắng đẩy vào, nhưng bò có vẻ sẽ thua vị trí của Thornbury Wisdom. Vâng, NTN bắn gục được vị trí NPC, NTN bắn chết luôn cả Shadow AP. D2E bắn gục được Shadow AP rồi, và phát KS đến vị trí của người Thái. Hai người Việt đang bắn nhau, hai team Việt Nam bắn nhau, và như vậy là WG bị quét sạch khỏi bàn đấu này. Quá đen cho đội bán than đi. Bây giờ thì Fordwood họ còn lại mấy người? Fordwood thì họ chỉ còn lại đó là 3 người mà thôi, hai người chính xác là như vậy. Còn Thornbury Wisdom bây giờ sẽ làm pha đẩy vào đây từ vị trí của Aren anh ta vẫn đang có và kiểm soát là tốt. Đây là Fordwood hổ, nhưng cái giáp của phổ nó gần bay rồi. Bây giờ di chuyển ra ăn một viên đạn vào người là bay màu ngay đến từ vị trí của hổ. Trong khi đó NTN anh ta có thể làm được gì đây? Bo không thua vị trí của họ, và lúc này thì hổ ăn đạn rồi. D2E ui anh ta hóa thành một cái con ngộ không. Lúc này Fordwood NTN ta sẽ chết ngoài vòng, và Thornbury Wisdom người Thái họ đã có cho mình một cái pha lợi thế khi hai đội tuyển Việt Nam có pha gạt giò lẫn nhau. Vâng, và Thornbury Wisdom họ có cho mình cái top 1 thứ 2 ở trong ngày thi đấu hôm nay. Vâng, quá ghê đội bán dê.